nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng người có công, góp phần thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật trung tâm điều dưỡng người có công với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, thì dự án sẽ thực hiện trong 3 năm từ 2017 tới 2019. Tuy nhiên, thì do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhà thầu đã ngừng thi công các hạng mục còn lại và dẫn đến việc là dự án chậm tiến độ. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông tấn. Theo đó, các hạng mục kiến trúc của Trung tâm Điều dưỡng Người có công do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng, đến nay đã vượt tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, các hạng mục công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Điều dưỡng Người có công do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư với tổng mức đầu tư 39,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện theo phê duyệt ban đầu trong 3 năm từ 2017 đến năm 2019, nhưng đến nay công trình chưa được hoàn thiện và hiện nhà thầu đang tạm dừng thi công các hạng mục còn lại. Nguyên nhân được xác định do một số hộ dân có đất ở bị thu hồi một phần, phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi, mặc dù vẫn đủ điều kiện để ở nhưng diện tích chật hẹp, không đảm bảo để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên hiện nay quy định chưa rõ ràng trong việc hỗ trợ đất ở đối với những trường hợp này gây nên khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình nhà thầu tổ chức thực hiện thi công, các hộ này có hành động gây khó khăn, cản trở. Do là cái vướng mắc về giải phóng mặt bằng và do ảnh hưởng bệnh dịch COVID-19, cho nên là công trình này nói chung được cái giãn cách xã hội do chính phủ quy định, cho nên là cũng nhiều lần phải là nghỉ thời gian thi công. Do đó cũng ảnh hưởng đến, và thứ hai đến thời buổi bây giờ thì nói chung là cái giá cả và cái nguyên vật liệu thì nói chung nó tăng, cho nên cũng ảnh hưởng đến nhà thầu. Được biết, cơ sở hiện tại của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 1.201m², toàn bộ hạ tầng kỹ thuật các hạng mục công trình phụ trợ đều được xây dựng từ năm 1997. Vì vậy, nhiều hạng mục đã xuống cấp, việc cải tạo sửa chữa không đồng bộ hệ thống nước sinh hoạt, điện ngầm thường xuyên gặp sự cố, công tác khắc phục, sửa chữa gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng công tác điều dưỡng. Mà theo ý kiến chúng tôi là nghe nói là đã xây dựng cái trung tâm kia là sắp xong rồi, nhưng mà hiện nay còn một số vấn đề chưa làm đạt yêu cầu. Thí dụ như điện nước các thứ mà chưa có thì không thể đưa vào để phục vụ được. Thì đề nghị là trên đó là nghiên cứu và đồng thời là tạo điều kiện để cho bên B cho người ta xây dựng cho nó nhanh đi. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cần quyết liệt đôn đốc nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, vật lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại. Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn cần quan tâm giải quyết dứt điểm những vướng mắc bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư thi công các hạng mục còn lại phấn đấu đưa dự án vào hoạt động trong năm 2023.